bây giờ ta xem cây chanh không hạt Liên Ca đang có trái. Đây là giống chanh có xuất xứ từ Mỹ và được trồng nhiều ở Việt Nam. Cái điều đặc biệt đó là giống chanh này thì nó rất là thơm, chứ nó không có bị hôi hôi giống như những cái chanh người ta gọi là chanh tàu của Trung Quốc. Nó thơm không thua gì chanh giấy. Và trái thì nó to, đồng thời nó không có hạt. Rồi bây giờ ta sẽ hái trái chanh để cắt ra xem bên trong. Đây, ta xem ở đây nó có một chùm và trái rất là to. Và bây giờ ta sẽ hái thử một trái. Là trái chanh không hạt. Nhỏ thầy có đâu là mặt bán cho mình đi. Bây giờ ta sẽ mổ trái chanh này ra để xem. Rồi, bây giờ ta sẽ cắt trái chanh này ra. Alo. Anh về chưa hay còn đang ở trên dùng tiếp? Đây. Thì xem nó không có hạt. Và đặc biệt là rất thơm. Thơm như chanh giấy, nhưng mà trái thì nó to hơn chanh giấy rất nhiều. Và hiện tại thì chanh này đang xuất khẩu khá mạnh. 6 mẫu vườn bưởi cặp sông mà mé bên ngoài đường lớn. Này của hãng tỉnh Chica Long An. Và điều đặc biệt là cái lá chanh nó rất to. Lá to to, trái cũng to nhưng mà gai thì ít. Cái lá to cũng rất cái trái rất là dài.